Dream, sức mạnh của giấc mơ. Vậy Dream là ai? Và vì sao sức mạnh của giấc mơ chỉ được xếp thứ 3 sau Destiny, định mệnh và Death, tử thần? Chủ nghĩa duy tâm, một vũ trụ khoa học tâm linh hay chỉ là trò mèo mê tín? Cùng tìm hiểu câu chuyện về 7 khía cạnh bất tận của sự tồn tại. Người anh thứ 3. Mình thấy việc xây dựng nhân vật trong bộ truyện The Endless của tác giả Neil Gaiman rất hay, phù hợp với hệ tư tưởng của xã hội, nhưng cũng có phần mới mẻ và hấp dẫn, bởi vì những gì ông ta đưa ra đúng là 7 khía cạnh cốt yếu hình thành nên vũ trụ này. Tất nhiên, các tác giả nổi tiếng trên thế giới đều phải bỏ ra rất nhiều thời gian nghiên cứu dựa trên thực tiễn, nên phần nào đó tạo thêm sức hấp dẫn cho câu chuyện. Trước tiên thử hỏi nè, theo bạn, vì sao Dream lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy? Và tất nhiên để trả lời thì chúng ta cần phải biết Dream là ai. Dream, hay còn gọi là Morpheus, là một trong số các vị thần cổ đại, là vị thần cai quản những giấc mơ và ước mơ. Trong Endless, Dream là một nhân vật phức tạp và đa chiều. Ông có ngoại hình đặc biệt với mái tóc đen dài và đôi mắt đen sâu thẳm. Dream là một nhân vật cô độc, rất thần bí và có thể tạo ra những giấc mơ, dù là đẹp nhất hay những cơn ác mộng tồi tệ nhất trong tâm trí con người. Dream kiêu ngạo và ít nói. Ở vùng đất của những giấc mơ, nơi ông cai quản, sức mạnh của ông là vô song. Ông có thể gặp gỡ và tương tác với bất kỳ loài vật sống nào thông qua giấc mơ của họ. Nhưng cũng có đôi khi Dream đơn côi du hành trên cõi đời, phiêu lưu trong thế giới thực giữa xã hội loài người. Lúc bấy giờ, quyền năng của ông cũng không hề giảm sút và vẫn rất kiêu ngạo, ít nói. Bên cạnh tính cách phức tạp đa chiều, ông còn biểu hiện sự hiểu biết, trí tuệ và sự sáng suốt. Và cũng nhờ những chuyến du hành vào thế giới loài người, Dream dần dần chấp nhận những thay đổi trong cuộc sống cũng như thế giới xung quanh. Vì sao Dream lại thua Destiny? Chẳng phải người ta nói không có gì vượt qua được sức mạnh của giấc mơ hay sao? Bạn có nhớ không? Honda, The Power of Dream. Nếu như buộc Dream phải đối mặt với Destiny, mình tin rằng Destiny sẽ thắng. Vì như ở phần trước mình đã đề cập, dù chúng ta có cố gắng vùng vẫy và vượt lên số phận như thế nào chăng nữa, tất cả những nỗ lực ấy đều đã được định mệnh sắp đặt và ghi chép từ trước rồi. Chuyện gì đến ắt phải đến, chuyện gì xảy ra thì buộc phải xảy ra, không sớm thì muộn, không cách này thì cách khác. Dù cho Dream có mạnh thế nào đi nữa, có làm ảnh hưởng đến các thực thể khác trong vũ trụ, tổn thương đến những vị thần khác, khía cạnh khác của sự bất tận, thì cũng không thể nào làm suy chuyển Destiny. Như một quyền lực tối cao và bất khả xâm phạm, Destiny có thể dễ dàng đánh bại Dream và thiết lập lại một trật tự mới cho vũ trụ. Chí ít thì cũng dư sức điều khiển và sai khiến được Dream, vì cái gì cũng có số của nó, không thể thoát được. Nhưng vì sao Dream lại thua cả Death, giấc mơ thua cả cái chết? Neil Gaiman cũng đã có viết và mình cũng đồng ý với ông. Dream không thể thua được Death vì cơ bản Dream và Death không hề có sự thù địch hay đối kháng quyền lợi với nhau, mà phần đó còn hỗ trợ cho nhau, giúp cho chu kỳ sinh lão bệnh tử của vũ trụ được cân bằng và hoàn thiện. Trong khi Dream khiến cho con người có động lực sống và sức mạnh vươn lên, thì đến khi tới số, Death giúp nhân loại bước tiếp con đường một cách nhẹ nhàng và êm ái nhất có thể. Không ai có thể thấu hiểu được suy nghĩ, tâm lý loài người bằng Death, và cũng không ai đem đến nhiều hy vọng bằng Dream. Đó là hai khía cạnh của cùng một cuộc sống, giữa âm và dương, giữa sự sống và cõi vĩnh hằng, giữa cho đi và nhận lấy. Và vì thế mỗi người một cõi, ai cũng mạnh như nhau, cai trị lãnh thổ của mình. Vậy nói riêng về giấc mơ thôi, thì chúng có sức mạnh như thế nào? Giấc mơ có sức mạnh rất lớn, nó có thể ảnh hưởng đến tâm trí, tâm lý và cả hành động của chúng ta. Đây là một số cách giấc mơ có thể ảnh hưởng đến chúng ta. Số 1. Giấc mơ có thể làm cho chúng ta cảm thấy đầy năng lượng sáng tạo. Một giấc mơ tuyệt vời sẽ mang đến đầy hy vọng và ý tưởng mới, làm cho chúng ta cảm thấy rất thích thú, hứng khởi trong công việc và cuộc sống, rất có khả năng giúp chúng ta tìm ra giải pháp cho các vấn đề khó khăn. Số 2. Giấc mơ có thể giúp chúng ta giải phóng căng thẳng. Nếu bạn đang trải qua căng thẳng, lo lắng, một giấc mơ đẹp có thể giúp bạn giải phóng những cảm xúc này. Những giấc mơ tươi sáng và yên bình có thể giúp bạn thư giãn, thoải mái hơn. Số 3. Giấc mơ có thể giúp chúng ta học hỏi và hiểu được những điều mới mẻ. Những giấc mơ này có thể giúp chúng ta tìm hiểu những điều mới về bản thân, cuộc sống và thế giới xung quanh. Số 4. Giấc mơ có thể ảnh hưởng đến tâm lý và hành động của chúng ta. Chúng có thể tạo ra cảm giác lo lắng, sợ hãi hoặc ngược lại, cảm giác hạnh phúc và yêu đời. Số 5. Dù thế nào đi nữa, giấc mơ cũng có thể không có sức mạnh nếu bạn không biết cách tận dụng chúng. Chúng ta cần học cách ghi nhớ và giải mã giấc mơ để có thể tận dụng tối đa sức mạnh của một thế giới bí mật nằm sâu trong tiềm thức của mỗi con người. Tất cả đều có thể đạt được khi chúng ta thuần thục việc điều khiển giấc mơ. Vậy vũ trụ trong giấc mơ, The Dream Real, có phải là sự thật trong giấc mơ?
chúng ta có thể trải nghiệm những trạng thái không thực tế và thấy những điều không có thật. Thế nên ngay lập tức chúng ta có thể cho nó là không thật. Chính vì giấc mơ có thể ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn nhận về vũ trụ, thúc đẩy sự tò mò và khám phá thực tế, nên không thiếu những nhà khoa học, bác học cũng bỏ thời gian tìm tòi nghiên cứu về những gì thật sự đã xảy ra khi con người bước chân vào thế giới mộng mơ. Bằng cách này hay cách khác, một số nhà khoa học, tâm lý học, thần học, kể cả chiêm tinh số học cũng đều cho rằng giấc mơ có thể phản ánh những suy nghĩ, mong muốn và trải nghiệm của chúng ta trong đời thực. Vì vậy, vũ trụ trong giấc mơ có thể là một biểu hiện của niềm đam mê và tò mò của chúng ta đối với khoa học cũng như các bí ẩn của vũ trụ. Những giấc mơ cũng chính là một trong những mảnh ghép của vũ trụ tâm linh huyền bí, nơi người người đều được liên kết với nhau một cách thần bí, tạo nên một không gian giao thoa giữa những ai có cùng tần số rung động với nhau. Và đây là hai câu hỏi lớn nhất được đặt ra, đó chính là thứ làm nên sức mạnh của Dream. Câu hỏi lớn thứ nhất, sẽ ra sao nếu chúng ta thâm nhập và điều khiển được giấc mơ của người khác? Nếu đã từng xem phim Inception, các bạn sẽ thấy, một khi chúng ta bước vào bộ não của ai đó và bắt đầu làm xáo trộn tâm trí họ, tiềm thức của người đó sẽ có sự phản kháng kịch liệt, giống như các tế bào miễn dịch công kích những kẻ lạ mặt xâm nhập vào cơ thể vậy, bằng mọi cách khống chế và tống viêm nhiễm ra ngoài. Việc điều khiển được giấc mơ của người khác sẽ mang lại rất nhiều hậu quả, có thể gây ra nhiều vấn đề về đạo đức và pháp lý. Trước tiên, điều này sẽ xâm phạm sự riêng tư và quyền tự do của người khác, vì giấc mơ là một phần của tư tưởng, tâm lý cá nhân, nơi chôn giấu những gì thầm kín riêng tư nhất. Việc can thiệp như vậy có thể gây ra cảm giác khó chịu, không an toàn và sẽ phản tác dụng. Thứ hai, việc điều khiển giấc mơ của người khác có thể khiến cho người đó trở nên bối rối, không tin tưởng vào những gì mình cảm nhận được vì không còn phân biệt đâu là giấc mơ của họ, đâu là giấc mơ của người khác. Cuối cùng, nó có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, bởi một khi chúng ta cài điều gì đó vào trong tiềm thức giấc mơ của bất cứ ai, đến khi tỉnh dậy, họ sẽ mặc định điều ấy là đúng và làm theo, một kiểu sai khiến tâm lý tối cao. Có làm được hay không cũng chưa biết, nhưng hiện giờ thay vào việc trực chờ chui vào đầu thiên hạ, chúng ta nên tôn trọng và giữ sự riêng tư của người khác, tập trung vào việc phát triển kỹ năng kiểm soát và tận dụng giấc mơ của chính mình. Câu hỏi lớn thứ hai, vậy giấc mơ và ước mơ có liên quan gì nhau không? Giấc mơ và ước mơ đều là những tưởng tượng trong tâm trí của con người, những điều không có thật, thể hiện hoài bão và khát khao của cá nhân đó. Nhưng có một số điểm khác nhau giữa chúng. Thứ nhất là thời gian. Giấc mơ xảy ra khi chúng ta ngủ, trong khi ước mơ xảy ra khi chúng ta tỉnh táo. Thứ hai là tính hiện thực. Giấc mơ thường có tính ảo, không thực tế và khó hiểu, trong khi ước mơ có thể là một mục tiêu hoặc sự mong muốn đạt được trong tương lai. Thứ ba là kiểm soát. Không ai có thể kiểm soát hoàn toàn giấc mơ của mình, trong khi ước mơ có thể được kiểm soát và hướng đến để đạt được. Thứ tư, ý nghĩa. Giấc mơ thường được xem là có ý nghĩa tâm linh hoặc tiên tri, trong khi ước mơ thường liên quan đến các mục tiêu và mong muốn cá nhân. Thứ năm, thực tế hóa. Ước mơ có thể được thực hiện thông qua việc đặt ra mục tiêu và lập kế hoạch để đạt được chúng, trong khi giấc mơ thường không thể được thực hiện. Nhưng nếu như ước mơ chính là cái gốc và giấc mơ là tất tần tật những thứ liên quan đến ước mơ của bạn thì sao? Có nghĩa là con người sống vật chất sẽ chú trọng đến ước mơ, hướng đến ước mơ, đến nỗi nằm ngủ cũng mơ thấy điều đó, thì phải chăng chúng ta sẽ có thêm được sức mạnh thần bí là động lực thúc đẩy chúng ta đạt đến thành tựu đó? Và vì có những ước mơ, thứ không thể giải bày bằng thế giới vật chất, không thể dùng những cách thông thường để đạt được, mà phải cần sự tiếp cận theo hướng tâm linh, thì lúc đó chỉ có những giấc mơ mới có thể mở cho chúng ta con đường đến với hoài bão tối cao ấy không? Như vậy, những gì chúng ta cứ tưởng như vô ích và nhảm nhí lại nắm giữ một nửa sự tồn tại trên thế gian này, nắm giữ sự sống, sự phát triển và những cuộc cách mạng. Vì có ai tồn tại mà không có mơ ước, có ai làm việc mà không khát khao về một cuộc sống tốt đẹp hơn, và có ai hành thiện tích đức mà không muốn hướng về xây dựng một xã hội chân thiện mỹ? Định mệnh, cái chết và giấc mơ, hãy cùng chờ đợi người anh em tiếp theo, Destruction, kẻ hủy diệt.